Đây là lô đất ở diện tích 1 mẫu nhá. Các cái đường nhựa 40m, 50m là tới đường nhựa. Đây khu dân cư đông luôn. Đây nó ngang ra đây, nó chỉ là đường vô nhà thôi. Đường đá vô nhà được khoảng 4-5m. Đây có căn nhà mà căn nhà bỏ hoang. Đây, chiều ngang của lô đất này qua bên kia khoảng được tầm 70m ha. Và đằng sau thì nó giống kiểu chữ L ấy, nhưng mà nếu mình mua lô đất này về làm vườn, nhà vườn là quá ok. Cách ra tỉnh lộ 329 thì khoảng cỡ 500m thôi. Trên này nó hơi bị trên cái phía kia là nó hơi bị ngoạch qua giống kiểu chữ L nha. Nhưng mà nếu quý vị mà mua sẽ cắt lô như này, tách ra để bán hoặc làm con đường vô đây cho ai mua để ở hay làm nhà gì cũng được. Đây đất thuộc xã Hòa Hiệp ở Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhé. Đấy, mức giá 3,4 tỷ, có sổ đỏ sổ sách rõ ràng. Ranh giới là từ đây, đối diện là sát với lô cao su này, lên trên là tạt quá, và nó sẽ tới cái con đường này thôi. Đây là thẳng ra ngoài kia này. Còn bên phía góc này là của bên khác nha quý vị nhé. Đấy, mức giá 3,4 tỷ. Anh chị nào mà mua thì liên hệ ngay cho anh Trung nhé. Đất đỏ vàng luôn, quá là đẹp. Rồi, xin kính chào và hẹn gặp lại.